cả những cái điều mình nên làm, nên đều hướng về mẹ, nên là điều lớn lao nhất. Cho nên Linh rất sợ làm cho mẹ buồn. Ngay cả ước mơ của mình muốn làm luật sư, mẹ nói là mẹ không muốn, mẹ muốn đi theo nghề của ba là kinh doanh. Linh cũng đã rẽ hướng để theo ý mẹ. Linh chỉ có một cái điều tiếc nuối nho nhỏ, đó chính là nếu mà được cho Linh quay lại thì Linh sẽ không chọn là dừng lại con đường ca hát của mình. Bởi vì thời gian đó Linh cảm thấy đi hát nó không vui nữa, và Linh cảm thấy hát, đi hát nó giống như là một bổn phận, nó không còn là đam mê nữa. Và khi Linh nói câu đó với mẹ thì mẹ kêu thôi ok, nếu con không thích hát thì thôi nghỉ. Và Linh nghỉ kế rụp luôn. Để đến khi Linh đọc lại những cái comment hay là những cái dòng tâm sự của các bạn rằng không biết chị Linh hiện giờ ở đâu và chị ơi lâu lâu chị hát đi, thì đó là Linh quay trở lại để hát, không phải là để theo con đường ca hát, mà là vì muốn các bạn được lắng nghe Linh, được nhìn thấy Linh, và Linh còn được đọc những cái lời yêu thương mà những khán giả đã dành cho mình.